Sáng ngày 1 tháng 7, tại Đông Triều, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía lãnh đạo thị xã Đông Triều, có đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã và đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm điều động đồng chí Phạm Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Đông Triều, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Đông Triều nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động phân công đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, thôi giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy Đông Triều nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị cũng công bố các quyết định của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Đông Triều khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Bằng, phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Đông Triều khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Bích Liên. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Ngoãn, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Khắc Dũng, Nguyễn Quang Đán, Nguyễn Văn Bình. Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong nhiều nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống của vùng đất đệ tứ chiến khu, các thế hệ lãnh đạo của thị xã đã đoàn kết, cố gắng, nỗ lực để Đông Triều đạt được những bước phát triển như ngày hôm nay. Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã được phê chuẩn kết quả bầu, điều động, phân công lần này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của thị xã, đặc biệt là hoàn thành các tiêu chí đưa thị xã Đông Triều lên thành phố và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác của các đồng chí Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Công và đề nghị các đồng chí trên cương vị mới cần nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần trí tuệ, xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tổ chức phân công. Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều cùng cán bộ chủ chốt của thị xã tiếp tục giúp đỡ đào tạo cán bộ trẻ cho tỉnh, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Công. Thay mặt các đồng chí được phê chuẩn kết quả bầu, điều động, phân công các vị trí lãnh đạo của thị xã Đông Triều, đồng chí Nguyễn Văn Công, Bí thư Thị ủy Đông Triều cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy sở trường kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng mối đoàn kết vững mạnh trong cơ quan đơn vị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh.